shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hi, xin chào các bạn, đã trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bismin đại chiến. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình chỉ chơi có một mình thôi bạn ơi, mấy ông kia mấy ông offline hơi mất tiêu hết rồi nè. Ôi, và tự nhiên có một cái ông mưu sư tử bị mắc kẹt ở cái đường nhà mình nữa bạn ơi. Trời ơi, nó làm mất của mình một cái cục đất luôn. Để mình đào ra mình lắp lại các bạn ơi. Trời đất ơi, hôm nay vậy là không được rồi. Ui đây các bạn ơi, để mình coi thử ông có mấy cái chiêu gì xịn sò không nha. Mình sẽ coi chiêu cho Latias nha bạn ơi. Chúng ta có thể học chiêu gì cho Latias ta? À có thể học được fly cho Latias nè. Ui ngon lành. Oshini đây nữa, nhưng mà mình sẽ không học đâu. Ui ông này có cả Water Shuriken nữa các bạn ơi. Ui xịn vãi chưởng ạ. Mình sẽ học fly cho Latias nha bạn ơi. Còn 13 cái Amethyst hả? Ôi mình có đủ không ta? Amethyst cần 13 cái. Hên vãi chưởng ạ. Đâu rồi. Chúng mình sẽ thay chiêu Water Spot này nha bạn ơi. À, ngon lành gần đầu rồi đó. Cái fly này nó rất là tiện luôn. Để bây giờ mình đi vô nhà mình á, mình hồi máu rồi mình sẽ biểu diễn cho các bạn coi nha. Đây mình sẽ dùng những cái máy hồi máu cho bạn coi nha. Đó, chúng ta sẽ dùng máy hồi máu. Và tiếp theo đó mình sẽ tiến hành dùng chiêu fly của Latias nha bạn ơi. Đó, chúng ta sẽ đi thiệt là xa coi. Ui, đây nè bạn ơi. Dùng chiêu fly thôi nè. Đó, và nó sẽ teleport chúng ta về cái chỗ của máy hồi máu nha bạn ơi. Rất là xịn xò luôn. Nói chung á, cái máy hồi máu mà các bạn sử dụng lần gần đây nhất á, nó sẽ teleport về chỗ đó nha bạn. Ui, để mình coi cái ông này còn có chiêu nào xịn xò nữa không. À, chúng ta có thể coi cho Rayquaza nè. Ngon. Rayquaza thì có thể học chiêu gì ta? Fly. Fly được không? Nhưng mà mình đã học rồi nè. Ui, còn gì nữa? Xin đi đây các bạn ơi. Và như hết rồi đó. Salamin thì coi Salamin có được chiêu gì ta? Chúng ta có thể học được hit wave cho Salamin nè bạn ơi. Ui, hit wave hả? Mình có chiêu gì dở hơn không? Chúng ta có thể thay cái chiêu Focus Energy này bằng hit wave nha các bạn. Ui, ngon lành. Hit wave để mình coi thử. Nó sẽ tốn của mình bao nhiêu ta? Ui, 11 cái vàng nữa bạn ơi. Không sao, mình có rất là nhiều vàng luôn. Nói chứ mình có được có 28 thỏi rồi. Học cho Salamin nè, học hit wave cho nó bạn ơi. Mình sẽ coi qua cái con Hyrigon nữa. Ui, Hyrigon thì có chiêu gì ta? Flood Cannon. Ui, con này nó có hệ thép nữa hả? Ui, hay vậy. Hệ rồng và hệ bóng tối nhưng mà có hệ thép luôn các bạn ơi. Xịn vãi. Ta có thể học Flood Cannon cho nó nè, học Fly cho nó cũng được luôn. Học chiêu nào nữa không? Hết rồi, học Fly với lại Flood Cannon hả? Con này học Flood Cannon làm cái gì ta? Nó cũng đã có được khá là nhiều chiêu hệ rộng rồi bạn ơi. Chắc mình sẽ không học cho nó đâu. Mình sẽ coi em combo nè, cũng như là em Raikou hổ ngục của mình nữa. Ôi còn em nào nữa không? Metacross nữa bạn ơi. Xịn xò con bò liền. Raikou học được chiêu gì ta? Học được Quick Attack. Quick Attack cũng được các bạn ơi. Quick Attack thì chúng ta sẽ tốn gì đây? Tốn 8 cái silicon. Ơi mình không có đem silicon theo ơi. Xui vãi. Rồi vậy là không được rồi các bạn ơi. Em combo này thì có gì nè? Đây combo nè, học Flood Cannon cho nó, thay Iron Defense liền. Ngon lành cành đào. Và cuối cùng là em Metacross của chúng ta. Em này thì chúng ta sẽ còn học chiêu gì ta? Flood Cannon nữa luôn. Quên mất, mình đã hết Amethyst rồi. Thôi xong mình luôn. Để mình coi thử coi còn cái chiêu nào xịn nữa không. Ôi thế là hết chiêu xịn rồi. Chắc mình sẽ tạm nhốt cái ông Mututor này ở đây luôn nha các bạn ơi. Rồi, mình sẽ lấy mấy game Pokemon mà mình còn luyện cấp ra coi. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào mở hòm đồ phan tặng coi thử mình sẽ được cái gì trong tập ngày hôm nay nha các bạn ơi. Đây, hòm đồ phan tặng. Tập hôm trước á, mình đã có được 2 quả Master Ball và cũng được rất là nhiều kẹo và bon luôn đó. Tập hôm nay thì... Ôi, chỉ được... có mấy quả Pokemon thôi à. Trời ơi, mà được 4 cây kẹo. Chắc tập hôm trước nhiều quá bạn ơi. Tập hôm nay nó đã bị còn có một xíu rồi à. Xui vậy. Để mình đi ngủ một cái coi. À và trong tập ngày hôm nay á, mình cũng sẽ tiến hành tiến hóa 2 Pokemon luôn. Đó chính là Lyrin nè. Đó, cũng như là em Magikarp mà mình vừa mới bắt trong cái tập ngày hôm trước nha bạn ơi. Đây là Magikarp Shiny luôn nha. Ồ, xịn xò con bò luôn.
Đây em Sally nè các bạn ơi. Đó, ngon lành chưa? Mình sẽ cho nó ăn kẹo để cho nó lên cấp luôn nha các bạn. Wow, con này thì nó to thiệt sự luôn. Để mình coi kích thước của nó coi. Ô em này kích thước nhỏ bạn ơi. Ủa, sao nhìn nó to quá mà. Đây, cho nó một cái viên kẹo nha các bạn. Và nó sẽ tiến hành tiến hóa cho chúng ta nha. Ôi, mình lỡ cho nó hai viên luôn rồi. Ôi, và bây giờ nó đang bắt đầu tiến hóa rồi bạn ơi. Để coi nó sẽ lên con gì đây. Ôi, và nó lên con Gyarados Shiny các bạn ơi. Wow, con này to thiệt sự luôn. Và nó cũng rất là đẹp nữa. Chắc mình sẽ đi bắt thêm hai con Magic Cup nữa nha các bạn ơi. Để mà tiến hóa thêm một cái dạng Gyarados thường và Gyarados Zombie nha. Và cái em tiếp theo mình sẽ tiến hóa đó chính là Lyrin. Ôi, em này đạt cấp 60 rồi. Hôm bữa mình bắt ở vùng miền xa đó các bạn ơi. Và chỉ cần lên một cấp thôi và nó sẽ tiến hóa thôi. Nhìn to vãi chưởng ạ. Ôi, để mình coi nó sẽ lên con gì nha. Wow, nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Đây là Akron nè. Và con này thì ui, vẫn kích thước nhỏ nhưng mà cộng speed các bạn ơi. Em này thì mình có thể cởi được nè. Di chuyển cũng khá là nhanh luôn. Ê, cái gì vậy? Cái gì mà thách đấu tôi giữa chừng vậy? Chết queo luôn. Đây các bạn ơi, đây chính là em Akron mà mình vừa tiến hóa nè. Ồ, cái con này mà mega lên á thì nó rất là đẹp luôn nha. Ui, tiếc là kích thước nó là kích thước nhỏ đó. Ui, nó có hai sừng nè. Ui, nhỏ nhưng mà nhìn nó muốn gấp đôi mình luôn rồi các bạn ơi. Xin thiệt sự. Để mình vừa mình cắt nó tụi nó đi. Ui, và đây có một con Dolphin nè. Ui, Dolphin. Đây là con voi các bạn à. Ui, nhìn xịn nha. Con voi bánh xe thì vậy. Đây, mình sẽ cắt Akron vô nè. Cũng như là Gyarados Shiny nha. Rồi, chắc chúng ta sẽ đi bắt thêm hai Magic Cup nữa nha các bạn ơi. Magic Cup. Đấy, ấy lộn. Magic Cup. Đâu rồi, em này mới đúng rồi bạn ơi. Đó. Wow, phía bên này có một con nè. Ngon lành. Ui, phía bên này có một con nè bạn ơi. Để mình vào mình bắt nó nha. Biết nó nằm dưới đâu đây. Ui, nó nằm tuốt dưới đây nè bạn ơi. Ui, đây là Magic Cup nhỏ hả ta? Cấp 20, ôi vừa đủ luôn nè, bắt nó luôn. Mày chạy đâu hả con dâu? Mình sẽ bắt nó trước bằng Whip Ball nha các bạn ơi. Nói chung mấy em này cứ bằng Whip Ball trước thôi nè. Đây là thành công của nó rất là cao luôn đó các bạn ơi. Đó, lắc lâu lâu nè. Yes, thành công luôn. Và bên đây có thêm một em Magic Cup khác nè bạn ơi. Ngon. Đây, sẵn tiện chắc mình ra mình bắt cái em này luôn quá. Em này hình như to hơn con hồi nãy thì phải. Ui, to hơn các bạn ơi, nhưng mà nó mới cấp 7 à. Ủa, cấp 7 mà đâu có bắt làm gì đâu. Tiến hóa nó sẽ tốn mình khá là nhiều kẹo luôn đó. Để mình kiếm thêm coi. Magic Cup á, nó xuất hiện rất là nhiều luôn. Nên là các bạn cứ yên tâm. Đi một vòng là có thôi à. Bên đây có một cái Poker Chest hả? Không phải là Magic Cup. Đây, Poker Chest bên đây nè các bạn ơi. Qua lụm nó thôi. Ủa, nằm ở đâu vậy? Nằm ở túi dưới đây luôn nè. Ủa, đây, có một con Magic Cup mới nè. Qua bắt em này luôn. Hy vọng nó là cấp 20 các bạn ơi. Đây. Ui, này to quá vậy. Ồ, cấp 20 thiệt nè. Lụm này luôn, con bự này. Đây, mình sẽ xài Whitbon tiếp tục nha bạn ơi. Ngon lành canh đào. Đó. Xin xo. Và thành công luôn, rất là đơn giản luôn. Dưới đây. Có em Magic Cup nè. Ồ, cấp 20 rồi, con này bự hơn con nãy nè. Ngon. Whitbon đó các bạn ơi. Đây, bắt cái em này thì rất là đơn giản luôn nha các bạn ơi. Đó, thành công luôn. Rồi, xóa nó khỏi game shop thôi. Magic Cup. Đây chính là hai Magic Cup mà mình vừa bắt nha. Ui, con này to quá vậy. Con cá khổng lồ bạn ơi. Một con là cái thước chuẩn và một con cái thước huge. Ui, và anti cũng đã xuất hiện nữa bạn ơi. Ngon lành. Chắc mình sẽ đi ra mình bắt nó luôn nha bạn. Ui, nằm đâu vậy? Đây các bạn ơi. Ui, nhìn nó cũng khá là to nha. Bắt con này luôn các bạn ơi. Xịn. Con này thì xịn xò liền. Ôi, nhưng mà nó không có đẹp bằng con monster các bạn ơi. Mình sẽ tiến hành giật điện nó coi. Giật điện mày nè con. Ui, nó cũng gây sát thương khá đó bạn ơi. Giật điện mày tiếp. Ok, mình giật một phát nữa thôi nha các bạn ơi. Chứ không là nó sẽ bị chết đó. Spark một phát cuối cùng. Ok, đủ rồi. Nó tấn công mình đau với chưởng à. Quả đầu tiên mình sẽ dùng là Whip Ball nha các bạn ơi.
Whisper ra trận. Ui không được rồi, ngậm củ tỏi. Ây da, quăng lộn Magic Cup ra rồi. Ôi lỡ rồi, chắc mình sẽ bắt nó luôn bằng Summon nha các bạn ơi. Mình còn 39 quả nữa mà. Ây da, chết Magic Cup luôn, thành cá nướng luôn rồi. Đây, chuyển qua Summon quả tiếp theo nè. Wow, các bạn nhìn nè, em là Latias hổ lôi của mình nhìn đẹp vậy. Ôi, không có anti hổ ngục thì mình sẽ bắt anti thường vậy các bạn ơi. Summon tiếp nha. Oh, hy vọng là thành công bạn à. Ui khó thành công thiệt sự luôn. Summon nữa nè. Đừng bắt thương phải dùng Master Ball chứ. Ây da, đau. Đau cái gì? Đây là đây. Thêm mấy bon nữa nè. 35 quả nữa bạn ơi. Hôm giờ mình quên chế tạo thêm nữa rồi. Chúng ta phải tạo thêm thật là nhiều mới được. Ok. Rồi, lần này không được thì chúng ta sẽ đánh nó luôn nha bạn ơi. Xài trick nha các bạn. Ui, xài trick xem ngụm nó. Xài một chiêu nữa nha bạn ơi. Xài trick. Ồ, còn chấm máu rồi bạn. Ngon lành. Lần này chắc mình sẽ dùng quả Whisper trước đi. Ui bắt nãy giờ Dust Bomb chỉ còn có 5 quả thôi. Trời ơi. Whisper. Ôi thành công luôn kìa. Ôi vậy. Ơi chúng ta đã đạt thành tựu Flybeat rồi. Ồ ngon vậy. Sai trick mày nè. Ôi vậy. Bắt nãy giờ bắt chay á thì không được. Mà bắt thường lại được các bạn à. Ở đây nè. Đâu rồi em anti của mình. Trời ơi. Căng thẳng chưa. Ồ, bắt bằng Whisper luôn nha bạn. Ui em này để coi kích thước gì đã. Kích thước chuẩn. Ui cộng special attack luôn. Ui quá chuẩn với nó luôn các bạn ơi. Đây mình sẽ chạy cho bạn coi nha. Ui sao chạy chậm quá vậy. Cũng không có chạy nhanh lắm đâu bạn ơi. Thế là ngon lành lắm rồi. Đang đi tiếng hóa mà chiếc cáp mà gặp em anti nữa chứ. Ui thế là mình đã có 2 con trong bộ 3 thần thú rồi đó. Chỉ thiếu một con Suicune nữa thôi là chúng ta sẽ đủ được bộ 3 thần thú nha bạn ơi. Và bây giờ thì chắc chúng ta sẽ cất luôn Aaron nè, cũng như là Salamence vô. Thì á, bây giờ mình sẽ dùng sấm sét để mà đánh cái con Magic Cup này nha bạn ơi. Đây, đánh nó. Và bây giờ nó đã biến thành con Magic Cup. Magic Cup bị chín rồi các bạn ơi. Nhìn đó nè. Rồi chúng ta bộ cái hiệu nó coi. Đây các bạn nhìn cái con mắt của nó nè. Ôi ôi con này nó bị khét luôn các bạn ơi. Nó đã không còn là cái màu đỏ như trước nữa mà thành là màu cam rồi. Không phải màu vàng nha bạn, mà thành màu cam luôn. Mắt nó hiện chữ X luôn nè. Đó, thành cá chín rồi đó. Rồi, chắc chúng ta sẽ tiến hành tiến hóa luôn hai em này luôn nha các bạn. Đầu tiên là mã chiếc cấp 9 trước cả. Đấy, ngon lành liền. Ồ, và nó đang bắt đầu tiến hóa nha bạn ơi. Cá chép hóa rồng nữa các bạn. Ui và nó đã lên thành con Gyarados zombie các bạn ơi. Bạn nhìn mình mẩy của nó nè, máu me không à. Cái miệng nó cũng máu quá chừng luôn. Ui, máu toàn thân nó luôn nè. Rồi mình sẽ cất nó vô đi. Và giờ thì tiến hóa Magic Cup thường nha bạn ơi. Đó. Đủ 3 dạng Magic Cup luôn. Wow, cho nó xịn sò con bò bạn ơi. Ui, lâu quá vậy. À. Và đây chính là em Gyarados bình thường của chúng ta nè. Em này hình như là kích thước chuẩn á. Đây, một con bự, một con chuẩn và một con nhỏ các bạn ơi. Ơ nhìn nó cũng xem nhau ha. Đây, và chúng ta đã có được 3 em rồng cá chép nha các bạn. À da, cái gì vậy? Cái con miếng phở này. Sao chích nó các bạn ơi. Ủa? Ơ, miếng phở, không trúng miếng phở nè. Miếng phở với tôi ngậm củ tỏi luôn. Nó cho mình một cái da. Mình có thể dùng mấy cái da này á để mà tạo thêm những cái ba lô đó bạn ơi. Và trong lúc offline mình cũng có tiến hành đi thu hoạch hết tất cả các cái loại berry nha bạn ơi. Ôi và mấy cây apricorn này nó lên nhanh thiệt sự luôn. Không hiểu sao bạn ơi. Đó mình đã thu hoạch rất là nhiều luôn nè. Và đây là những loại berry của mình nữa bạn ơi. Ồ mình thu hoạch sạch bách luôn nha. Thu hoạch sạch bách luôn. Ôi ơi ngoài này cũng hết luôn nè các bạn ơi. Đó. Và tập ngày hôm nay á mình cũng sẽ tiến hành chế tạo luôn những cái lơ nha các bạn ơi. Đó, những cái dây chuyền để mà dụ các em Pokemon xuất hiện nha. Tập này thì mình sẽ chế tạo hai loại dây chuyền thôi, đó chính là Shiny Lơ mà cái loại mạnh nha bạn ơi, strong đó. Và một cái là Dragon Lơ nha. Để mình coi cái Dragon Lơ đâu rồi. Đây Dragon Lơ nè.
Nó sẽ cần Enchima, Lâm, lại Haban, Citrus. Enchima, Lâm, Haban, Citrus. Enchima nè bạn ơi, Lâm, Haban và Citrus. Citrus nè các bạn ơi, và Haban Berry. Ui tôi không có nhớ được. Rất là khó nhớ bạn ơi. À Haban Berry là cái loại màu đỏ. Mình nhớ rồi, đây các bạn ơi. Ủa, thì đầu tiên mình sẽ cần những cái Gold Location nha các bạn ơi. Công thức chế tạo thì từ vàng cũng như là những cái Crystal nha. 8 cục vàng và 8 cục Crystal các bạn à. Ồ, rất là dễ luôn. Đi vô nhà thì mới có bạn chế tạo bạn ơi. Ui, ngoài này nó có một em Revealer, nó mâm nghe gì mình vậy. À, và chắc cái rương của ông Tính á, mình sẽ lấy cất đi. Ờ, chúng ta sẽ tận dụng hai cái cuốn đĩa này. Sau này mình bán lại cho mấy ổng nữa bạn ơi. Siêu lời luôn. À, đây. Đang mãi chế tạo những cái Golo Genshin mà nó như bị lạc đà. Đây, đầu tiên là Shinylure nha bạn. Strong Shinylure một cái nè. Và Strong Regulure nha. À, ui có một em boss nữa các bạn ơi. Sharp Eye. Chắc mình qua mình chơi nó luôn quá. Sharp Eye chứ. Ui đây chính là em boss Sharp Eye nè bạn ơi. Và là boss Shiny luôn. Ờ, chứ mình sẽ dùng chiêu Dragon Bulls của con Ray quá. Ui công áp của nó khá là phê nè. Ui và nó cũng khá là mạnh các bạn ơi. Chắc cấu được của nó nửa cây thôi. Ngẫm cứ tới cũng đây rồi. Cho Harrigan ra trận nha bạn ơi. Mình có chiêu Dragon Rush nè. Dragon Rush. Ủa? Ủa sao đánh nó không được? Hyper Void thử coi. Ôi cũng không được luôn. Không hiểu luôn. Ờ, chắc mình sẽ dùng Latias đi. Latias xài chiêu Fly đi các bạn ơi. Oh, cậu được có một xíu máu à. Không xì nhè nó luôn. Chắc chuyển qua Raikou giật điện nữa quá. Giật điện mà nè con. Ui xém ngẫm nhỏ. Rồi một phát nữa thôi bạn ơi. Mày nè. Ui và nó cho mình một cái Ray Candy cùng với một cái Supply này. Và một cái First Play. Đây là tấm play hệ giác đấu dành cho Ashes đó các bạn ơi. Đây bên đây có một cái Master Chest nè. Ui đây rồi các bạn ơi. Và nó chính là ACU nè. Ui không ngờ nó xuất hiện thiệt luôn. Đây em nó đây nha các bạn. Cấp 37 luôn. Ơ ngon. Mình sẽ lấy cái em cấp thấp thấp ra chơi nó coi. Rillaboom của mình nè. Hả? Con này thì vừa đủ cấp luôn các bạn ơi. Mình sẽ dùng Rumbit tinh thử nha. Ui cấu nó nửa cây nè. Ngon. Làm phát nữa bạn ơi. Hên quá nó chưa chết. Rồi, cái Rumbit tinh này á, theo các bạn comment đó chính là chiêu độc quyền của em Rillaboom này đó. Và mình sẽ không có thay cái đổi cái chiêu này đâu nha các bạn ơi. À, Whitbon nè, hả, cấp 37 luôn, ngon lành. Ôi, không thành công. Ui, đánh Rillaboom cũng đau quá. Chúng mình sẽ chuyển qua quả khác đi, Dustbon chẳng hạn. Tại vì đây là buổi tối rồi mà. Ui, đây em Asiu các bạn ơi. Nhớ thương với trưởng hả? Asiu. Yes. Và chúng ta đã bắt được nó rồi nè. Bên đây lại có thêm một con ICU khác nữa các bạn ơi. Hôm qua mình coi thử con ICU này cấp mấy nha. Ủa cái gì vậy? Cái gì chặn đường tôi vậy? Rubin. Đây là một em bọ thì phải. Sợ chiêu Fly lâu vãi chưởng hả? Ôi ICU các bạn ơi. Thêm một con nữa. ICU ôi vẫn cũng cấp 37 luôn. ICU này thì kích thước huge. Ôi kích thước ngon. Ngon lành. Sợ chiếc nó các bạn ơi. Còn nữa không? Hình như là hết ICU rồi bạn ạ. Và chắc sau này mình sẽ mở dịch vụ bán những cái dây chuyền mà thu hút Pokemon này nè. Nó cũng ngon lành lắm các bạn ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vô trong cái PC nè. Lấy cái em ICU ra coi. Đấy, ICU của chúng ta. Em này thì có Force Sweep chưa? Ui, chưa có Force Sweep rồi, xui vậy. Ta có thể coi thử. ICU Move. Nó có Force Sweep từ cấp 24 nha các bạn ơi. Đó. Vậy chắc chúng ta phải tìm Murilaner để mà học lại chiêu đó cho nó rồi. Ơi bên đây có một cái ông gì đây? Ông tiến sĩ. Tiến sĩ có 45 thôi. Dứt tiến sĩ luôn nha các bạn. Xài chiếc gỏng rồi. Ôi bố môn cổ đại nữa nè. Mấy ông này sao giàu bố môn cổ đại vậy? Ôi Kabuto luôn. Ui ngon. Mất nè, ngậm cửa tỏi luôn. Ôi để mình coi cái con ICU này chừng nào nó tiến hóa nha các bạn. Ui cấp 38 nó tiến hóa lên Pressure. Chúng ta sẽ cho nó tiến hóa trong tập ngày hôm nay luôn nha. Mình cũng có khá là nhiều kẹo mà.
Ôi đây ơi, vải siêu của mình nó đang tiến hóa các bạn ơi. Đây 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 đây, ngon lành ngon lành. Và nó sẽ lên con... Đâu rồi? Ui, đây là con Pressure nha các bạn ơi. Ở, nhìn màu nó tối vậy Trưởng hả? Em này cái thước siêu nhưng mà nhìn nó nhỏ vậy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay mình quá là may mắn luôn rồi. Thì các bạn có cảm thấy thích em Pokemon nào trong tập này thì nhớ comment ở phía dưới cho mình biết nha. Nhớ lại một like đăng ký kênh và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Ngoài ra nhớ comment ở phía bên dưới tặng kẹo cũng như là tặng bon cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.